Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 3 Nhâm Dần, Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành đã triển khai kế hoạch tổ chức Phật đản Phật lịch 2566 Dương lịch 2022 tại văn phòng Ban trị sự chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành. Quang lâm chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, Thượng tọa Thích Viên Giác, chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện, Đại đức Thích Hạnh Thông, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện chủ trì cuộc họp, cùng chư tôn đức thành viên Ban trị sự Phật giáo huyện, các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Phật giáo huyện, chư tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện, quý Phật tử đại diện Ban hộ trì Tam Bảo các chùa trong địa bàn huyện. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Hạnh Thông đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Giáo hội huyện Núi Thành đã đạt được trong thời gian qua. Trước thềm đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Đại đức trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện mong muốn chư tăng ni, đạo hữu Phật tử trong toàn huyện tiếp tục gắn kết hơn nữa để cùng nhau tổ chức đại lễ Phật đản thành công, dâng lên cúng dường đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Tiếp đến, Đại đức Thích Đồng Nhiên, chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện thông qua thông tư hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đản của Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Đại đức Thích Quảng Hòa, phó ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện triển khai cụ thể các phần việc đến các tiểu bang. Theo đó, lễ đài chính của Ban trị sự Phật giáo huyện được thiết trí tại văn phòng Ban trị sự chùa Minh Tân. Lễ Phật đản chính thức của Phật giáo huyện Núi Thành sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 4 Nhâm Dần nhằm ngày 14 tháng 5 năm 2022. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình QCB. Ngoài ra, trong mùa Phật đản, các chùa cũng thiết trí lễ đài, trang trí trực quan, treo cờ pano biểu ngữ tại cơ sở và các trục lộ chính, cũng như tại tư gia Phật tử, tổ chức lễ tắm Phật truyền thống, thực hiện nhiều chương trình từ thiện, tặng quà cho người nghèo.